À, chào các bạn. Trong bài học này chúng ta sẽ học về cách sắp xếp tìm kiếm ở trên các cái cấu trúc lưu trữ nâng cao mà chúng ta đã học. Và cái cấu trúc đầu tiên chúng ta đem ra làm ví dụ ở đây đó là array list. Các bạn cũng có thể làm tương tự với các cái cấu trúc khác cùng kiểu. Vậy thì chúng ta giả sử chúng ta có một cái mảng dữ liệu số nguyên một chiều như các bạn đang thấy ở trên màn hình. Vậy thì khi chúng ta tạo lên cái cấu trúc lưu trữ này, chúng ta có thể thêm vào cái mạng trên bằng vào trong cái danh sách liên kết này bằng cái thủ tục add range, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể xuất giá trị của cái mạng này ra màn hình. Ví dụ hôm trước chúng ta đã học có một cái, chúng ta có thể xây dựng một cái hàm riêng để xuất, đúng không ạ? Ví dụ là in danh sách. Bây giờ chúng ta sẽ đưa vào đây là cái array list và chúng ta ví dụ chúng ta đặt đây là B chẳng hạn, và chúng ta chỉ việc in cái danh sách này ra màn hình mà thôi. For int i bằng 0, i nhỏ thua B chấm count và i cộng cộng. Bây giờ chúng ta chỉ việc in cái danh sách này ra màn hình, đúng không ạ? Console chấm write, chấm write và chúng ta in ra màn hình. Ta sẽ cắt ra vài dòng và như vậy chúng ta sẽ ghi là bi. Chúng ta có thể viết cái xuống hàng cho nó khỏe. Mạng có nội danh sách gồm có. Và như vậy chúng ta cũng có một cái hàng xuống hàng sau cùng để đảm bảo các cái lần gọi sau nó không ghi chồng lên chung một hàng. Và bây giờ ví dụ chúng ta sẽ ghi một cái câu thông báo là mạng danh sách ban đầu là và chúng ta sẽ gọi cái hàm in danh sách và chúng ta truyền cái biển A này vào, tức là của cái kiểu danh sách array list này vào. Bây giờ chúng ta sẽ biên dịch để chạy chương trình. Thì như vậy nó sẽ thông báo là danh sách ban đầu là 12 4 5 trừ 3 9 8 7. Vấn đề bây giờ chúng ta đặt ra là làm thế nào để sắp xếp cái danh sách này theo chiều tăng dần. Thì các bạn đã học trong cái môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật về rất nhiều cái thuật toán sắp xếp, đúng không? Sắp xếp nội bọt, sắp xếp chèn, sắp xếp nhánh, quick sort, vân vân. Thì đối với các cái kiểu dữ liệu cơ bản, ví dụ là kiểu chuỗi, kiểu số như thế này, thì các cái cấu trúc lưu trữ trong C# nó đã cung cấp sẵn các cái phương thức sắp xếp, cái phương thức sắp xếp để chúng ta không cần phải viết lại các cái phương thức sắp xếp đó nữa mà chúng ta chỉ cần gọi là xong. Ví dụ bây giờ chúng ta để mà sắp xếp thì chúng ta có thể gọi như sau: a.sort sắp xếp. Và bây giờ chúng ta cũng in danh sách lại thôi, console.write line danh sách sau khi sắp xếp là. Và chúng ta cũng gọi hàm in danh sách. Thì bây giờ chúng ta nhấn F6 biên dịch và nhấn F5 để chạy chương trình thì các bạn sẽ thấy danh sách nó đã được tự động sắp xếp mà chúng ta không cần phải viết các cái phương thức như là hoán đổi rồi duyệt tìm kiếm so sánh vân vân, và những thứ này nó đã được làm sẵn từ bên dưới và như vậy nó sắp xếp theo chiều tăng dần trừ 3 4 5 7 8 9 12, đúng không ạ? Thì bây giờ một cái nhu cầu khác nữa là chúng ta cần tìm kiếm trên các cái cấu trúc lưu trữ. Sắp xếp xong rồi chúng ta vẫn có thể yêu cầu tìm kiếm hoặc tìm kiếm trước khi sắp xếp, cái đó tùy ý các bạn. Ví dụ bây giờ chúng ta việc chương trình nhập vào một số từ bàn phím và tìm xem thử số đó có xuất hiện trong danh sách hay không, và nếu có thì nó xuất hiện tại vị trí thứ mấy trong danh sách, thì chúng ta sẽ làm như sau. Ví dụ chúng ta sẽ nói là nhập một cái số vào từ bàn phím thì chúng ta đã học từ các bài đầu tiên ở trong cái bài học là C# 101 rồi, nên chúng tôi không giới thiệu nhiều nữa và chúng ta bắt tay vào làm luôn. Đó là nhập số cần tìm. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ có string s sẽ bằng console.readline.
và chúng ta sẽ đổi về INT 8 bằng convert và chấm to in 32 và chuyển cái show add về. Và bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra, trước tiên thì phải kiểm tra cái số đó có trong danh sách hay không. Nếu có thì chúng ta mới tìm đến vị trí tương ứng của nó, còn không thì thôi, đúng không? Vì cái quá trình tìm nó sẽ như sau: if a chấm, và để xem thử một số có trong danh sách hay không thì chúng ta dùng cái phương thức contains và chúng ta đưa cái số đó vào, đưa số 8 vào. Nếu như mà cái phương thức này trả về giá trị bool, giá trị true tức là đúng thì chúng ta thông báo là danh sách có chứa số đó. Đó. Xin lỗi. Console.write-line danh sách có chứa số, và chúng ta đưa 8 vào đây. Đồng thời chúng ta sẽ trả về cái vị trí đó luôn. Chúng ta đồng thời cũng thông báo là tại vị trí nào đó, đúng không? Tại vị trí thứ bao nhiêu trong danh sách, và ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái hàm là a chấm, và chúng ta sẽ có một cái hàm là binary search tức là tìm kiếm nhị phân. Thì đây là một trong những cái cách tìm kiếm nhanh nhất mà các bạn đã được học trong cái học phần cấu trúc dữ liệu và giải thuật, thì chúng tôi không trình bày cái thuật toán ở đây nữa mà chúng tôi chỉ trình bày cách sử dụng nữa. Và chúng ta đưa vào cái số 8 vào để cho nó tìm kiếm. Ở đây chúng ta sẽ ghi hoa. Còn trong trường hợp ngược lại, tức là khi cái phương thức contains này nó trả về giá trị là false, có nghĩa là cái danh sách này không chứa cái số cần tìm, thì chúng ta thông báo ra màn hình là danh sách không chứa số cần tìm nữa. Console write-line danh sách không chứa số đã nhập. Đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ biên dịch và chạy chương trình. Các bạn sẽ thấy rằng danh sách đầu tiên của chúng ta là như vậy. Bây giờ sau khi sắp xếp thì nó đã sắp xếp theo cái chiều tăng dần từ trái sang phải, đúng không? Ví dụ số cần tìm bây giờ chúng ta nhập vào số 1. Enter thì nó sẽ thông báo là danh sách không chứa số đã nhập là 1, tức là trong danh sách của chúng ta chỉ có trừ 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12 mà không hề có số 1 thì nó thông báo là 0. Giờ chúng ta sẽ chạy lại chương trình và chúng ta tìm kiếm, nhập vào một số tìm kiếm, ví dụ bây giờ chúng ta nhập vào là 8 thì nó sẽ thông báo là danh sách có chứa số 8 và tại vị trí thứ tư trong danh sách. Bây giờ chúng ta sẽ đếm nhé, 1, 2, 3, 4, 5. Thì đáng ra 8 là số 5 nhưng mà cái cách lấy vị trí thứ tư của chúng ta là bắt đầu, thông thường của chúng ta hay bắt đầu bằng 1. Nhưng đối nhắc lưu ý với các bạn lại một lần nữa là trong các cái cấu trúc lưu trữ, trong cả ngôn ngữ lập trình hiện đại giống như C# hay Java thì cái đánh số thứ tư bao giờ cũng bắt đầu từ 0. Do đó tại trừ 3 chính là vị trí thứ 0. 1 2 3 4 thì đó là tại 8 có vị trí thứ tư mà bắt đầu đánh từ số 0 ở trong danh sách. Như vậy là trong bài học này chúng tôi đã trình bày với các bạn về cái cách sử dụng các cái phương thức sắp xếp và tìm kiếm trên các cái cấu trúc lưu trữ, mà lấy ví dụ ở đây, cụ thể ở đây là cái cấu trúc lưu trữ ArrayList. Nhiệm vụ của các bạn là lập cái tiến hành cái công việc này tương tự đối với các cái cấu trúc lưu trữ khác mà các bạn đã được học.